Quên chào tất cả anh em nhá. Hôm nay về lô hàng. Đây mình đang chất nồi. Tiếp nhận. Cắt cơm. Ngày mai chốt cho khách. Đây, anh đang chất con lít 8. Con này thật vàng xuất sắc rồi anh em. Em cắm nhanh luôn em, cắm nhanh gì nữa. Con này full chế độ anh em. ISO ghi đây, à đây. ISO ghi là nhiệt độ oxy, ok. Ok. Cho anh em cái thứ nào nó nhá. Con này. Này con thường này, con rắn này, con mềm này, thối này, con cháo này, hầm này. Ồ này con này con này. Áp suất nha, con này áp suất bi ấy, nhưng mà đang cắm rồi thế thôi. Hôm nào gửi anh em xem sao. Tất cả các nồi đây. Một em cắm nách. Trắng ngọc trinh. Đây em một đôi luôn, một đôi. Đỏ này một ve là một đôi trắng. Đây là một em đỏ này, đang thét nồi này. Em đỏ này đít lai đấy, 14 luôn. Một em trắng. Cái này full chế độ luôn. Nó cả chế độ eco nhá. Đây là cái chế độ mà nấu cơm tiết kiệm điện đấy. Cắm nách đi đẹp. Bác mà muốn biết giá em này thì cứ nhắn tin vào cái số Zalo mình để trên màn hình nhá. Đây con này có cốc. Cốc ngủ ấm này. Để cho em trong nồi. Lòng xong. Cực kỳ là chất lượng. Đây con này đi này. Đây hàng cắm nách này không xách đây. 2014. 2014. Về đúng một cặp luôn. Đây. Đây là em nữa. Hàng cắm. Hitachi. Em Hitachi lít 8. Con Hitachi lít 8. Đây là đây. Điện này. Các nó gắn các kiểu các cảnh báo cho các bác luôn. Chế độ nó giống như nào nào. Cái này thì các bác là thích thì các bác yêu cầu em dán đấy. Còn các bác nào không thích thì bác cứ nhắn tin luôn cho Zalo cho em này. Con này của anh không còn phải dán đâu. Thì em không dán vào, tại vì dán thế này thì đôi khi các bác không thích, nó không thẩm mỹ, nó nhìn nó không được rồi. Còn zin của nó này. Tiếp theo của em Natina. Con này hàng VIP nhá. Bác sẽ ui giời, bác nhìn đi nè. Từ trong ra ngoài. Hợp lý nhỉ. Cực kỳ là xịn sò. Nóng cực kỳ đẹp luôn. Đây. Con này mã số 8 nhé, con này số 9. Số 10, đây là bây giờ mình ghi luôn mã là cái tờ giấy này. Đỡ về, không biết cho nó bẩn nổi. Tiếp về của em. Cực kỳ là ngon, xịn sò luôn. Xong này. Gần như là mới luôn đấy, không có chày nào đấy. Bọn em hi. Cốc bùa ấm của bác này. Cốc bùa ấm đây. Con này, đúng vậy. Cầm đi, em tháo cho mọi người xem con ngon. Đây, cầm đây. Quay cho bác xem con này. Cực kỳ mới luôn. Cái này bác nào mà có nhà có vợ sinh này cứ lăn ra xoay gương nhá. Bóng loáng. Đấy, vợ mà khi nào mà chán nấu cơm này tháo ra thì soi gương cho trang điểm. Khi nào mà về tiếp. Mẹ một em hi.
Từ mới là đẹp luôn, cái răng nó vẫn là mới. Rất là mới. Cái này toàn hàng tuyến này các bạn ạ. Các bác làm muốn biết giá của em nó thì cứ nhắn tin qua Zalo cho mình nhá. Có số trả về màn hình ấy. Đây có anh có đây là mình đang lên, trong khi mình đang lên rồi thì có anh vừa test vừa lên mã. Không kịp trả khách các bạn. Như các bác nào mà đặt hàng rồi thì mình xin lỗi nhá. Bây giờ thì nói chung là không có thời gian. Yên tâm các hàng các bác mình sẽ gửi thôi, nhưng mà nó chậm một chút. Đây hàng nó về nhiều ngày lại order quá thế này. Đây. Một em Hitachi. Một em Hitachi. Em đây mình về cũng về một cặp luôn. Đây này, tí mà xách khách cho các bạn xem này. Đấy, tí các bạn đang năng ấy. Đây. Về một cặp luôn. Đây. Số 5 và số 11. Nãy mình xếp nhầm đấy không nhỉ? Này. Một em màu mận, một em màu trắng. Cái màu trắng này nhàn nhé. Kỳ xịn và hợp lý luôn các bác này, lòng nổi này. Đẹp. Cái giòn nó đi. Nhìn như là chất của mình. Bì nó sáng loáng luôn. Con này cũng có chế độ eco để bù ấm các kiểu luôn. Eco là cái chế độ nấu cơm mà tiết kiệm điện ấy. Đây nữa. Đây màu mận đây. Nhìn rất là sang trọng luôn các bác nhìn. Em nào thích màu trắng hay thích màu mận thì tùy các bác. Đây này mã số 5 nhá và mã số 11 nhá. Mình nhìn chung là mình không thích nói giá đây đâu. Nói giá ở đây thì anh em cứ nhắn tin trên Zalo cho mình. Yên tâm, giá cạnh tranh nhất. Có thể không phải lo. Mình ở đây bán toàn hàng đẹp thôi. Bi này. Khi này xin cho luôn. Con này thì lòng ngồi sừng nhá. Bên sừng. Này em nói gì? Con này thì là nồi bằng. Hai con thì đều là áp suất và bùa ấm hết, có tất cả có hết. Có hai thì. Này, xoong cực kỳ đẹp. Có tay cầm chống nóng luôn. Các bác nhìn cái giòn này. Nhìn cái mặt nồi. Bác nhìn tay không? Này, bác nhìn cái đồng hồ em không? Đấy, xoay gương luôn. Đây này em đi giao hàng thì các bác này chồng cháy xém xi luôn tay luôn đấy. Các bác nhìn này. Này, tay em phán chiếu lên đấy. Đây tiếp đến mặt thứ 13 này. Em là 12 nhá. Đã là xin lỗi các bác nhé, mình quay lên trang tình không có số thích gì hết. Các bác nhìn để ý video cái bác số nào ấy. Thích cái bác số nào các bác cứ alo nhá. Đấy, thanh chắc là khách của hàng mình. Đây. Một em Y này. Hitachi ấy. Bì vẫn là ngon, mới toanh. Con này về ba con à? Về. Đây, những con này cũng là con lòng ngồi vân này, gần như con màu mận này. Thì là hợp lý. Đây, cái chim xì. Đây. Khách gọi. Đây. Con này là 4 triệu rưỡi này. Con này khách đặt rồi. Nha, em kết thúc cái clip đây nhá. Em bận quá, khách đang gọi này nhiều quá. Em cái thích nào em cứ đưa. Để làm số điện thoại cho mình nhá. Đây mình gọi này. Đây, một em. Các bác số 1 này. Số 2 này. Vừa đi lại này. Nha, em ok, chào các bác nhá. Đây, đang nhập hàng này, không là quên không nhập vào cái này là quên. Đấy, không có đây.
Ok nhá, chào tất cả anh em. Bye bye. Hẹn gặp lại.